cứ về miền sông nước, những món ăn ở nơi này sẽ khiến người ta phải xiêu lòng bởi vị ngon, bởi mùi thơm và bởi cả cách chế biến cùng sự kết hợp nguyên liệu rất đa dạng và độc đáo nữa. Ngoài những bữa ăn cơm thì bà con mình còn có hủ tiếu, bánh canh, bánh tằm hay rất nhiều món bún để làm no cái bụng dạ thèm ăn món ngon của nhiều người. Có thể nói, cọng bún thơm dẻo đã góp một phần không nhỏ vào trong đặc trưng ẩm thực của miền sông nước này. Sáng đi chợ ghé quán cháo lòng thì ngoài cháo, ngoài rau giá, lòng heo ngon, chủ quán còn bưng thêm ra mấy chén bún nhỏ. Bỏ bún vô cháo, trộn đều lên là có liền món vừa ngon lại vừa chắc bụng nữa. Mà không chỉ riêng cháo lòng mà món cháo gà, cháo vịt hay cháo cua đồng gì cũng vậy. Cứ nấu cháo hơi lỏng một chút cùng gạo rang là dọn ăn chung với bún. Bún dẻo kết hợp cùng cháo nóng, có thể nói là hai thứ này cùng nương cho nhau, cùng nâng đỡ mùi vị cho nhau để làm nên vị ngon dân dã thôi mà vô cùng độc đáo. Còn nữa nha, những món hầm, món tiềm, món cà ri, lẩu ngọt, lẩu chua hay lẩu mắm thì dọn kèm lên lúc nào cũng có kèm theo dĩa bún. Nước lẩu nóng hổi thấm vào trong cọng bún nhỏ, gấp lên ăn là thơm thơm, dẻo dẻo, dai dai, ăn vừa no lại vừa ngon nữa chứ. Hay ở hàng quán dọc đường, không khó để thực khách ghé vô thưởng thức được những món bún ngon đặc sản của từng địa phương miền Tây Nam Bộ. Về xứ Tân Hưng, Kiến Tường, tỉnh Long An thì mê mẩn vị bún xiêm lo thơm nồng mùi nghệ. Ghé ngang Mỹ Tho, dấn dương vị chua cay của món bún gỏi già nức tiếng khắp xa gần. Đi Sóc Trăng, Trà Vinh, nhớ ghé ăn tô bún nước lèo đậm đà hương vị quê hương. Về An Giang thì nhất định phải ăn tô bún cá cho thấm nghĩa thấm tình. Với món bún, ngoài bún chan nước lèo nóng hổi thì bà con mình còn có món bún ăn khô, chỉ chan chút xíu nước tương hay nước mắm cho cọng bún thấm vị là đã đủ ngon lành để thưởng thức. Nhớ thiệt là nhớ, món bún thịt xào má mần trong những bữa cả nhà sum họp dịp cuối tuần. Mấy đứa con dắt cháu từ thành phố về chơi với ông bà, sẵn tiện cùng nhau lợp lại cái trái bếp cho tía má, hay cuốc đất trồng thêm mấy luống rau, mần sạch mấy lít giường cỏ mộc. Tụi nó về, cả nhà vui vẻ xôm tụ hẳn lên. Đứa con dâu chở má đi chợ mua thịt, mua bún, về nhà hái thêm rổ rau sống nữa. Bát chảo lên xào một hồi là có liền bữa bún thịt xào mà từ người lớn cho tới em bé, ai cũng có thể ăn ngon lành được hết.